Chuyện gì vậy? Thanh tra Diệp Hạo Thiên, bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ trung sĩ Trần Tử Ba và Tang Dược bị mất tích. Phiền anh giao nộp vũ khí ra đây. Jackie, đây là lệnh do em ký à? Là lệnh sáng nay sếp Châu ký. Làm phiền sếp xem dịp. Mời năm của mình mối. Tùng Tân Vật mất tích cùng với anh Ba đã ở đây. Tôi có qua lại với rất nhiều cảnh sát. Tôi biết rõ có một nhóm nhỏ cảnh sát, bọn họ biết sai dẫn phạm. Và những người cảnh sát này, so với phần tử buôn ma túy như chúng tôi, họ còn đáng sợ hơn nữa. Anh Phú Điền. Ủa, ra rồi hả? Không có gì chứ? Tổ chức ma túy tìm được hàng của chúng ta. Tên Ba đâu? Chưa tìm ra. Có biết ai lấy hàng của chúng ta không? Là Diệp Hạo Thiên. Tổ chức ma túy đã tạm giam hắn rồi. Gần hơn nữa. Theo sát chuyện này giùm tôi. Nếu cảnh sát không thể buộc tội tên Thiên, vậy thì để chúng ta làm việc. Tôi muốn mọi người bên ngoài biết, cho dù đó là cảnh sát cũng được, dân lưu manh cũng được, chỉ cần lấy tiền của Trịnh Phúc Điền này, tất cả đều không gặp may mắn. Sao rồi? Hôm nay trước khi đóng cửa khoa học đổi mới Duy Đồng đã tăng từ 100 lên 150. Ngày mai chúng ta còn bán sao? Trên sổ sách chúng ta lỗ 70% rồi. Khách có càng nhàn không đi? Bán, ngày mai tiếp tục bán. Phía khách hàng tôi sẽ nói chuyện với họ. Trương Lâm, hôm nay vừa mở cửa, khoa học đổi mới Duy Đồng đã bị người ta ra sức bán khống. Tôi điều tra cả ngày rồi. Tôi muốn coi ai đang đối đầu với tôi. Tôi thì không ngừng hốt, họ thì không ngừng bán. Thì ra là người trong công ty này. Bây giờ cô muốn cái gì chứ? Anh Tài, thành thật xin lỗi, tôi không biết anh đang hốt hàng gì. Tôi chỉ thấy khoa học đổi mới Duy Đồng không đáng mức giá đó, cho nên mới bán khống nó. Thôi được, không phải bây giờ là lúc cãi nhau với cô. Tất cả chúng ta đều phải ăn nói với khách hàng của mình. Ngày mai vừa mở cửa, tôi không hốt hàng nữa, cô cũng đừng có bán khống nữa. Chúng ta tự mình đạt thỏa thuận, tự mình giải quyết kho hàng. Raymond, cậu Mark, nhớ câu nói của tôi, ngày mai tiếp tục bán. Có phải cô bị điên không vậy? Tiền của khách hàng của cô sẽ bao chóng bị thua sạch đó. Khách của tôi kỳ lạ lắm. Hôm nay tôi thua hết tiền của họ, ngày mai họ lại mang tiền tới cho tôi. Anh lo cho bản thân anh còn hay hơn, anh ăn nắm cả đống hàng đó. Sarah, tôi biết cô giận tôi dành hai tài khoản của cô. Ok, ngày mai tôi nói với KK trả lại cho cô. Hai tài khoản đó đáng giá bao nhiêu chứ? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy hôm qua anh nói chuyện khó nghe quá. Có phải nên nói câu xin lỗi tôi không? Tôi xin lỗi. Hai người có nghe rõ không? Tôi xin lỗi. Raymond, cậu Mark, ngày mai sau khi mở cửa gom lại hàng giùm anh Tài. Lúc nãy tôi thấy Michael không ổn rồi, để kêu anh ta đừng sử dụng nhiều quá. Bây giờ tính sao đi? Tôi đã nói với mọi người không lấy được hàng thì đừng tổ chức tiệc nữa. Đó là hàng gì vậy? Thì tôi lấy hàng của đám bạn thôi. Tôi định mở tiệc sẽ vui vẻ hơn thôi mà. Michael sao rồi? Vẫn còn sống. Nhưng mà cô cũng phải giúp chúng tôi tìm cách làm sao giải quyết đi. Tất cả chúng tôi đưa mấy chục triệu cho cô mở tài khoản, giá nào cũng phải xử lý giùm chúng tôi. Bây giờ mọi người lập tức gom đồ đi, đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Giống như mọi khi dự tiệc xong vậy, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết. Đi đi. We'll be right back.
lập tức tới phòng trọ Phong Lâm tìm người đàn ông lần trước, nhận vali giùm tôi. Có hẹn, thôi đi. 10 tờ thẻ định giờ 500 đô. Có hẹn rồi, thôi đi. Mỗi lần tôi tìm cậu lấy hàng, tôi đều có giữ lại tin nhắn. Nửa tiếng sau, nếu tôi không thấy cậu và người đàn ông đó, cậu suy nghĩ làm sao giải thích với cảnh sát cậu lấy hàng ở đâu ra. Bây giờ tôi sẽ đi tìm gã râu sòm đó, hài lòng chưa? Tìm ai vậy? Là cậu à? Người phụ nữ đưa vali cho ông, kêu tôi đưa ông tới một chỗ. Giang Hoa, bạn của em bị quá liều, em không biết tính sao. Anh có thể cứu giùm em không? An Lạc, lấy đá tới đây càng nhiều càng tốt. An Lạc, lấy đá đi. Bên quầy ba. Phòng bồng tay, nhiều cô ta vô trong trước. Lấy thêm đá vô đây. Xong chuyện rồi, ngâm thêm một lát là được rồi. Chẳng phải cô đang bận sao? Cô đi trước đi. Cảm ơn anh. Bạn của em sao rồi? Anh cảm thấy bản thân không sao, giờ mới đi thôi. Danh thiếp này ảnh kêu em đưa cho anh. Cộng tác của Trịnh Giàu Quang, Trịnh Thế Sương. Michael là ngôi sao mới của giới luật pháp, mới ngoài 30 đã là cộng tác của hãng lớn. Anh là ân nhân cứu mạng của ảnh. Danh thiếp này có lẽ trước sau anh cũng cần xài. Cảm ơn. Sao hả? Anh Giang Hoa, Trường Thứ Ba chết rồi.